Phải sống trong cảnh nô lệ khốn khổ. Hằng ngày dân Israel sống trong cảnh nô lệ đầy khổ nhục và nước mắt. Họ phải lao động cực nhọc với sự thái quả tàn bạo của người lại. Cuộc sống càng ngày càng đau khổ. Tiếng kêu khóc của họ đã vang lên tới tận Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã nghe tiếng họ kêu cầu. Người gieo xuống đất Ai Cập vào căn lều nghèo nàn của hai vợ chồng Amram và Jochebed hạt giống của một con người mà trong óc và trong tim chứa được luật của Chúa và những điều răn của người. Một người một mình đứng lên chống lại cả một đế chế để giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập. Cởi giày ra khỏi chân con, bởi vì nơi con đang đứng là thánh địa. Ta là Chúa của cha ông con, Chúa của Abraham, Chúa của Isaac và Chúa của Jacob. Lạy Đức Chúa, sao người không nghe tiếng khóc than của con cái Israel trong ách nô lệ của Ai Cập? Ta đã thấy nỗi thống khổ của dân ta ở Ai Cập, và ta đã nghe họ than khóc dưới roi vọt của những quân Ai Cập. Bởi vì ta biết nỗi khổ của chúng, cho nên ta gửi con đến với Pharaoh để con có thể đưa dân ta thoát khỏi Ai Cập. Con là ai, thưa Đức Chúa, mà Ngài phải sai con? Làm sao con dẫn dắt dân tộc này thoát khỏi cảnh nô lệ? Con sẽ nói gì để họ nghe? Ta sẽ dạy con phải nói gì khi con đưa dân ta thoát khỏi Ai Cập. Chúng sẽ tôn thờ ta tại ngọn núi này. Ta sẽ đặt luật ta vào trong tim chúng và viết luật ta vào trong óc chúng. Vì vậy, con hãy đi và ta sẽ ở bên con. Nhưng nếu con nói với con cái của người rằng Chúa của cha ông họ đã sai con tới, họ sẽ hỏi người tên gì, và con sẽ trả lời họ sau đây. Con cứ nói, ta là đấng hằng hữu. Vâng, thưa Đức Chúa. Vua Pharaoh để dẫn đưa dân Israel về đất hứa. Thank you.
Thưa bệ hạ,